cổng vào này, đấy đi theo lối cổng này. Đến sân này, xong đến sân này này mở sang đây đúng không? Vâng, đây cả cái khu mà cây xanh dưới này là cái đất cổng này vẫn bùn. là của An Tất đúng không? Vâng. Đấy cái cổng vừa mới đi vào đấy là cổng từ trên đỉnh dốc Xuống hết dưới xuống này. hết khu cây xanh này luôn đấy. Mấy nghìn mét. Hơn 3.000 mét vòng quanh nhà. Đến đây luôn đúng không? Đằng sau bếp này em còn không? Có ạ, vòng quanh tít đằng sau này luôn. 3.700. Nói chung là vẫn cái khoảng chỗ mấy cây xanh đấy là của nhà Tất. Đủ đất luôn này. Vẫn thiếu à? Mới có 2.048 này. 2.048 á. Chắc vẫn thiếu. Đây nó còn ra nữa cái khu đằng cây xanh này. À, ra đằng này nữa. Rồi rồi. Thế đã thì gì nhân tiện đo cho nó đủ luôn. Trên trên sổ bên đỏ là nó ghi là 3.100 3.700. 3.700. Hơn 3.000 mét vuông. Nó mình chú ở đây thế à? Vâng. Bác 79 ở ngoài phố à? Vâng. Thế đây bú chè, cái bú chè này đúng không? Đấy, tắt, tắt đây. Nó chị gái chắc gần gần đây. Vâng, đấy chị em quanh tắt đây. Đây là phần mềm bản quyền đấy. Nó không bản quyền đấy. Hướng chính nhà em đang là hướng Bắc à? Hướng này hơi rét đúng không? Yeah. Tây Bắc. Tây Bắc. À, gió thổi lọng từ bên dưới. Hơi rét. Cái lọng hơi rét. Hơi rét. Nếu mà quay sang bên này thì là hướng đông. Đủ số đất nhà ở chưa khách? 5.700. Đợt đây nó lên lại lên 4.300 hơi dư. 4.300. Có khả năng. Là nó chỉ tương đối rồi. Tương đối rồi. Hơi tương đối rồi. Hơi lấn ra cánh đồng một tí. Đất nó cây nó che phủ, cây nó che phủ mình không đi được chính xác. Còn ví dụ như cái nhà này em đi đúng vạch này chính xác luôn. Trên bề hướng thì em vẫn giữ hướng cũ rồi đúng không? Yeah. Không không thay đổi gì về phương hướng đúng không? Cái phòng khách với cái phòng bếp ăn hiện đại anh để gần sang bên này có được không? Bên này anh thích để bên kia. Cái này bây giờ em làm ở dưới là làm nhà chính đấy, chứ còn phòng bếp là vẫn mọi thứ là sử dụng hết bên mọi dưới này. Bên này. À. Nhưng mà có nghĩa là trong cái khung 14 x 12 đấy là anh đáp ứng cho em 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh và có một phòng khách, phòng ăn. Cái phòng ăn đấy, giữa phòng khách và phòng ăn nó sẽ có một lối đi xuống cái bếp này. Cái phòng ăn đấy có thể là em có thể cũng sử dụng thành phòng ngủ được. Hoặc là em vẫn sử dụng là phòng ăn được. Đây, bây giờ để anh vẽ cái hình cho nó dễ. Cái này là lối cổng này. Của em đo 14 này em trừ cổng chưa? Trừ cổng rồi đúng không? Vâng. Hết chói chưa?
chú zoom to ra là rất rõ. Ông già là còn không? Bố em mất lâu rồi, nên còn mẹ. Bao nhiêu tuổi? Bố em à? Đây là bố ông, em... Lúc ông mất bao nhiêu tuổi? Lúc đấy là... Năm đấy là năm 2007. Đấy là 60 tuổi. Ông sinh năm 47. Tây Bắc, Tây Bắc. Em là 91 này. Em là 90. Đông. Em chụp xong chưa? Đã xong. Bây giờ anh vẽ sẽ qua cái mặt bằng này. Bắt lùi cho em xuống độ tầm 12 rồi. Vì đằng sau em còn đang vướng một vài cái mộ này, nhưng mà lên thì là nó chưa chưa. Okay. 14 này em đo xít cái nhà này chưa? Đây, đo từ đo sát mép luôn. Đo sát mép này lên đến trên chỗ gần trụ cọc. Rồi. Vậy thì có cái nhà 13 ngôi nhà. Cái cổng em đang để mấy mét? Cổng em chưa đo nhưng mà em không rõ lắm. Đây bếp cũ em đây nhá. Cứ giả định cái ông này là sát mép cổng thì mình đi nhá. Đang là khoảng 3-4 mét đi. Tìm sao. Thank you.
sảnh này vẫn phải đẩy lên nữa đấy. Vâng, cái phía đằng trước này thì em không lo lắm, vì đằng trước này rồi, có rồi. Khoảng vườn rất là rộng nên cũng không lo vấn đề về đẩy đằng trước. Anh vẽ sơ bộ như thế em hình dung được không? Bốn cái ô này, bốn phòng ngủ này, bốn là ba rồi, cái này là cái sảnh rồi, cái khoảng này cho bác để đây là phòng khách này. Khách khách phòng thờ đây, và đây một phòng ngủ nữa, và cái khu phòng ăn của em đây, phòng khách đây, còn cái khoảng này anh để trống, nghĩa là đằng sau chỗ phòng thờ này là có một phòng khách, có một phòng ngủ nữa, phòng ngủ, một phòng ngủ nữa. Cái mẫu này thì anh cũng thiết kế rất là nhiều rồi. Và nó phù hợp với những cái bạn mà mặt tiền nhỏ nhỏ như kiểu nhà em. Thế chỗ này nó hệ tủ quần áo kê sát vào không cái này. Thế con em đặt cái phòng đây thì em lại không, vì chỗ này đầu đốc nhà không muốn mở cửa sổ hướng ra ngoài đường lúc đầu đốc nhà. Chuyển phòng ngủ sang bác, xem bác đẩy hai phòng ngủ sang hai bên. Alo. Vâng. Đây gì? Vâng, đúng rồi bạn. Rồi, em ở đâu nhỉ? Nhân Sơn Hòa Bình à? Rồi, em có nhu cầu tư vấn thiết kế không? Rồi. Mặt tiền được bao nhiêu? Mười hai mười ba mét thì làm sao làm được chữ U em ơi? Thôi em không làm được, em kết bạn Zalo đi tí, trưa chiều anh gọi lại cho em nhé, anh đang bận tí. Em không thích cái kiểu đấy gì. Vâng, nghĩa là chỉ mở cửa sổ đằng sau và đằng trước, thì còn chỗ này là nó cái đường nó đi vào thì không như thế này, thì cái vị trí phòng thờ nó hơi căng này. Uống nước em ơi. Chia bốn thì được có ba thôi. Nếu mà em ở cái mặt tiền của em mà nó rộng á, thoải mái. Như là cái chiều ngang rồi. Bây giờ ví dụ em phá bỏ cái phần bếp cũ có đáp ứng được cho anh là khoảng 19 nhân 10 không? Thì anh sẽ kéo dài mặt cái mặt tiền của mình. Cắt bỏ cái này đi thì là sau này nó còn nhiều đất đúng không? Vâng. Thì cái ngôi nhà nó mới lên nó mới đẹp được. Bây giờ mình làm cả một cái công trình to là mình tiếc cái bé, và để bắt cái to phải lái theo cái bé, bắt cái chính phải theo cái phụ, bắt cái mới phải theo cái cũ là hơi sai đấy. Có thể em phá cái này đi em tiếc 100-200, nhưng cái công trình này của em vẫn tiền tỷ mà, và nó mới là cái lâu dài cơ mà, đúng không?
Nếu em muốn giữ nguyên cái bếp thì em phải triển khai mộng vuông, còn em nên bỏ bỏ bếp để kéo dài đủ cái mặt tiền, và cái chiều sâu nhà nó chỉ còn 10 mét hoặc 9 mét rưỡi thôi thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Bỏ cái khoảng này thì chỗ này nó lại từ đây ra này nó lại che khuất mất cái một gian của nhà lớn. Cái một gian đấy em cũng chỉ sử dụng tạm thời khi mà em đang làm nhà thôi, khi làm xong nhà mới rồi không tiếc gì ba cái con này cả. Thì là phá hết. Phá hết. Bây giờ, hết hơn thì đẹp hơn thôi. Bây giờ mình làm một cái công trình mới to xong lại bắt nó phải theo những cái bé nó vô lý, đúng không? Cái nhà của em là cái ông chủ chính, còn những cái thằng bếp, những cái thằng le ve này là thằng hầu đi theo thằng chủ, mà lại bắt thằng chủ lại phải đi theo thằng hầu, nó vô lý. Thế còn để mà giữ nguyên không động gì đến thì em lại phải chơi cái mẫu này cho anh. Chứ còn nếu mà mẫu kéo dài thì em phải hy sinh cái chỗ bếp này. Còn trước mắt thì em chỉ cần cắt đủ cái khoảng mà mình thể hiện hết ngôi nhà thôi. Bây giờ thì nên là cái ô là ô bếp đằng sau này thì em có thể bỏ này. Ô sau này thì trước mắt bỏ để cho nó đủ cái ngôi nhà đã. Còn khi em xong ngôi nhà chính em quyết định bỏ hay không bỏ là quyền em tiếc thì em cứ giữ, nhưng mà em phải bỏ đi nó mới đẹp. Đấy, nói với nhau là thế. Nhưng mà kích thước này chuẩn này. Cái này anh nên là kích thước chuẩn, mỗi ô này 1 mét vuông thôi đấy. Mặc dù là vẽ phác họa thế thôi nhưng mà nó cũng gần như là chuẩn theo thiết kế. Mỗi ô này của anh đúng là ô vuông rồi. Chiều dài 14, chiều sâu 12. Sang được cái mẫu kia thì cái phòng ngủ nó sẽ theo cái yêu cầu của em, có nghĩa là nó dồn sang phía bên này nhiều hơn, và bếp cũng ở bên này, và bên này phòng khách lúc đấy nó lại ở ngay đường vào. Nếu bỏ cái bếp thì sang bên này kể cả 20 mét vẫn thoải mái, đúng không? Vâng. Rồi bây giờ bỏ quay lại cái phương án là không tính bếp nha, anh không tính bếp vào nha. Sang phương án không tính bếp nha. Chịu chưa? Nên cả cái bếp của em là 20, nhà của em là 16. Nếu mà em gạn được thì em giữ bếp.
cái mô hình này em hình dung chưa? Phòng ngủ 1, 2, 3, 4, phòng khách, phòng thờ, sảnh phụ. Sảnh phụ ngoài đường đi vào phòng khách. Phòng khu bếp bên này. Như này nó sẽ tổng khoảng 20. 20 x 10. À, bỏ cái bếp là xuống còn 16 đúng không? Bỏ bếp thì còn 16. 16 này hiện tại bây giờ đo 14, mất 2 mét rồi. Bây giờ em thụt lại từ cái mép bếp kia xuống cho anh 10 thì con nhà mình vẫn chưa tính đến phương án bỏ bếp. Như để tổng thể ngôi nhà là đẹp, vẫn phải bỏ hết như cái cũ. Đừng tiếc cái gì cái cũ cả. Em làm tổng thể trong cái khung này nó có cả bếp luôn. Còn cái khu bếp phụ sau mình chỉ lập mái tôn ra thôi. Chính là chính nhà bạn em nói em hay là anh nhìn chính là trong lòng nhà đấy là em định vào bao nhiêu mét vuông. Thì bạn em mong muốn là 14 x 12. Ừ. Bởi vì là lúc đầu là đo là cái thế đất nó cái chiều ngang nó chỉ lên được 14. 14 x 12 thì em lại phải chấp nhận là cái mẫu nhà vuông mà anh vừa vẽ ban đầu. Ừ. Đấy. Thì anh tối ưu được. Thì em giữ nguyên được cái này. Vâng, thì anh để cho làm sao bây giờ tất cả các công trình phụ và bếp tất cả nấu cái này không làm liên quan gì đến cái phần nấu ở trên nhà ga cả. Anh làm sao mà thu hẹp được cả nhà nó vẫn là một cái khu nhà chỉnh nhà là nhà lớn thôi, không có một cái gọi là công trình phụ các thứ là bếp nước nấu nướng gì hay là các thứ ở trên đấy cả. Thế anh em là theo anh nếu mà là phần ban đầu thì anh thử xem là như thế nào. 14 x 12 thì bây giờ anh cho nó thành là 12.9 x 12.9, con là 13 vuông đi. Đấy. Nhưng mà khi mà chuyển sang cái mẫu đấy thì em lại phải chấp nhận những cái khối phòng ngủ của em nó lại phải đẩy sang bên này, phòng khách phòng bếp nó lại phải gần bên này thì nó mới hợp lý này, đúng không? Chứ em cho ba phòng ngủ bên phía bếp này nó lại hơi bí đấy, nó không có cái nối đi xuống bếp. Yeah, phần đầu kia là sổ của nó đớp cổng là cái phần đấy là phần bàn ghế để khách hả? Vâng, rồi xong rồi cái bàn thờ, xong ba phòng ngủ em thấy cũng hợp lý. Và phần dưới này cũng một phòng. Nhưng mà mẫu này thì mới thể hiện được như thế, chứ còn cái mẫu vuông mà 14 x 12 lại không thể hiện được như thế. Như cái này nếu mà cái mẫu này thì còn đúng còn cái khuôn viên của cái nhà này có còn tồn tại của cái khuôn viên của cái nhà ngang bên này nữa. Đấy anh nếu mà anh thử xem là nó thiết kế được là cái phần những cái nhà ngang này mà trên nhà mẫu nhà vẫn còn đẹp mà ở dưới này vẫn còn đấy thì anh thử xem kể cả giúp thì, em xem là kể cả cái phần này anh bỏ đi không làm rồi. Thò ra nữa làm rồi. Bằng đi rồi để cho nó rộng đường đi rồi. Đấy, thì là như đây là 16 zin này. Rồi, em cũng đẹp mà. 16 zin. Như này thì cổng sợ nó còn hơi bé. Cổng sợ bé rất thế. Không, 16 zin là ra đến ngoài cả bờ tường đang đi xuống nhà mà nhỉ. 16 zin đó, nữa. Hơn đấy, về em đo là hôm qua là qua chỗ gần đến chỗ trụ cổng kia mới được có 14, lên đến cái trụ cổng này là 14, gần 15 này. Mình đo là những mặt bằng. Biết rồi, hôm qua kéo thẳng rồi. Không. Không hợp lý được. Kể cả dốc nó cũng chưa được 10, 15 mét cũng như là bằng, nếu mà bằng nó phải ra tiếp bên ngoài cổng nữa. Có cái sự quyết định phá hay là để anh quay lại cái mẫu cũ đi, quay lại mẫu cũ cho chị nhìn cái mẫu vuông. Anh thì quay lại mẫu cũ vuông em thử nhá. Mẫu vuông anh không đi mẫu đấy à? Ở đấy đấy đúng rồi, đấy cũ đấy. Thì đấy thì bốn phòng đấy à? Đấy cái mẫu cũ là sẽ như này. 1, 2, 3, 4 phòng ngủ, phòng khách đây, phòng ăn đây. Hoặc là bố trí cái phòng ngủ này vào đây cũng được.
không vào phòng phòng ăn nữa. Rồi. Trong phòng ăn để dưới bếp luôn à? Dưới bếp dưới này. Dưới bếp coi bỏ phòng ăn ở trên nhà đi. Rồi. À không được. Không được, nó còn liên quan đến khối phòng bên kia. Nếu mà chuyển sang đây thì nó lại mất cái phòng bên kia, nó mất diện tích của phòng. Bây giờ em theo em nghĩ này, ví dụ hai phòng của bên kia chẳng hạn, hai phòng bên kia nhưng mà không được. Nhưng mà còn cái phòng để mình vào mình uống nước là phòng cạnh rồi, không được tham bao giờ nữa là mình không thể ngồi được. Nhưng mà theo em nghĩ mất ngồi được. Ngồi đây này, chứ còn ngồi không à? ngồi đây. Còn chỗ này là không ngồi đấy. Ngồi ở nội bên đường này thì vẫn đi. Chỗ này là chỗ đi thẳng vào chỗ bàn thờ là không ngồi đấy, ngồi góc bên này, ngồi đây này, góc đây này. Đây. Có một cái hệ vách ở trong này. Có thể để TV ở cái vách này. Là ở đằng đầu cổng ấy. Không, đây là đằng đằng bếp cũ này này. Đây là bây giờ chẳng hạn các bạn ấy đang muốn cái phòng ngủ này nó không gần với đường, nhưng mà đường này đường cổng nhà mình chứ không phải là đường hàng xóm đi đâu đấy, nên là cũng không ngại. Chính ta cái chỗ này là chỗ thông thoáng này, mát này, đằng này đằng đông này. Nghĩa là cái em là đang không muốn là cái phòng này nó nằm ở giữa thì bắt buộc mình phải mở hai cửa sổ đằng ngay đầu đốc đi vào. Đằng đốc không có cửa sổ đâu. Không có cửa sổ đâu. Nếu phải mà không có cửa. Không có. Cái này anh em nghe lời đốc cái đằng đằng sau này để cửa sổ vào này. Nhưng mà nó chị không hiểu à, đây là nó còn một cái phòng ở giữa đây nữa. Phòng này thì bắt buộc phải có cửa sổ mà chỉ có thể mở đây, đầu nhà thôi. Đây là giường chứ hả? Cái chỗ ô vàng là giường chứ hả? Giường. Ừ. Chuyển thành hai phòng luôn. Thế là hai phòng đấy, xem là không được giữa là không có thể nhìn nó. Thì xem nó thế nào. Phòng thờ thì phòng thờ mình xây rồi là xong. Không, đây thiết kế là để phòng thờ trước phòng ngủ. Thì chỗ này ngủ trong này vào đây thì thường thường cái phòng thờ là một, nghĩa là người ta có thể để sát mép tường là ấy, chứ không để như là phòng ngủ đằng sau phòng thờ thì. Không, cái phòng này chỉ kiêng mỗi phòng vợ chồng thôi. Chứ còn ví dụ mẹ già trẻ em ngủ cực tốt không sao đâu. Thì mỗi phòng vợ chồng ngủ đằng sau phòng đấy nhá. Chứ ví dụ mẹ già ngủ phòng đấy nhá, đi sang phòng ăn phòng bếp này cực tiện luôn, vào vệ sinh gần, vào phòng ăn gần, mà các cụ ngủ ngay đằng sau cái chờ cực đẹp luôn. Bây em phải chấp nhận nếu em giữ nguyên thì chỉ cần mẫu vuông là phù hợp nhất. Còn nếu em chấp nhận bỏ bếp để làm mới thì em làm mẫu kéo dài cái mặt tiền ra thì nó sẽ hợp lý. Nếu mà em chuyển hết phòng ngủ sang về bên này ấy, thì nó gần như là không có lối đi xuống bếp nữa.
Cái đấy em bấm vẽ cho em hình dung là hiểu là nếu, không... nếu chấp nhận không có lối đi xuống bếp thì được. Anh chấp nhận thì em chấp nhận, anh thấy em thấy hợp lý anh ạ. Rồi, okay. nếu chấp nhận thì được. Rồi anh cho bún thì anh đổi phần, anh đổi ghế. Không là lối xuống bếp. Không, cứ để ý bác cứ bảo là chuyển ba phòng sang bên này, nhưng mà phòng bếp phòng hai phòng bên kia, hai phòng bên này em làm bổ một đường lách ở giữa có được không? Không, cái kiểu đấy thì lại kiểu không khác. Làm được như thế. Kiểu khác. Nếu mà làm như thế này thì... À như thế nó lại chống ở bên kia vô lý. Không được. Không được. Chuyển ba phòng sang bên này thì cái phòng giữa là cũng hơi bí, không có lối, không có chỗ nào mà mở cửa sổ về ngay đằng sau là... Cửa hay đằng sau này đều... Cái cửa sổ ra cổng đi, em có gì mà ngại. Ví dụ trẻ con nó mở ra đấy, nó học hành, nó thông thoáng. Nó sáng, mấy sáng, nó sáng. Cho nên mở cửa được, anh thấy hợp lý mà. Đằng này còn là hướng đông ấy, hướng mặt trời hướng đông còn quá đẹp luôn ấy. Chứ ví dụ phòng vợ chồng của em thì nó lại khác. Mà đường đấy là... Hướng đông là đằng... Đây là hướng tây nhỉ? Đằng đấy là đông. Đông, tây, nam, bắc. Đằng cổng là đằng đông. Nắng đông vào nhà quá đẹp rồi, vẫn còn chê nữa thì anh chịu. Chỗ này mát lắm này. Chỗ bắt đầu trời của bên này mát lắm. Rét. Mát hết luôn, vâng, bên này mát hết luôn. Còn bên này Tây Bắc thì bây giờ em muốn, nếu như này thì em muốn chuyển cái phòng ngủ này ra đây và cái nguyên cửa sổ này là nguyên một lỗi này là vào phòng thờ. Phòng thờ. Okay. Rồi. Okay. Em muốn rộng cái phòng thờ sau này em có làm cái kê sập xếp gì nữa thì nó có diện tích. Okay. Còn nguyên cả khoảng này là phòng khách và cửa lối này chúng ta bên kia. Không có phòng ăn ở trên để phòng khách thôi, không lối đi xuống bếp. Ok. Cái này rộng quá. Bỏ luôn đi cho nó thoáng. Một phòng ngủ góc này, ba phòng ngủ bên này, phòng thờ chính giữa, phòng khách đây. Phòng khách đây thì thậm chí là xem tivi ở bên đằng này. Tivi bên này được, còn bên này được. Còn cái chỗ góc này là các phát họa cho cái lối mà giữa ba phòng này sẽ có một phòng là phải có cái hành lang đi giữa hai phòng đúng không? Chẳng hạn hai phòng này dính nhau thì sẽ trên phòng này sẽ có một cái lối hành lang đi vào đây. Rồi, cái phòng master, phòng vệ sinh khép kín em muốn để cho phòng nào? Bên đấy không có vệ sinh đúng không? Đây bên này đi. Bên này xem bác xem. Bên này em thích làm khép kín cho mẹ à? Vâng. Khép kín cho mẹ từ cái phòng này đi xuống bếp có gần không? Vâng. Nếu gần thì không gần thì không cần phải làm khép kín nữa. Em chỉ cần mở cho mẹ cái cửa ở đây là mẹ đi xuống bếp là gần thôi. Thì không cần phải để trong nhà nó hôi. Đúng đấy. Còn cái cửa trên này thì nó đơn giản ấy mà. Cái lối đi vào thì ở đây có thể là mở thẳng cửa, còn cái chỗ này thì một cái góc khác. Sẽ làm lối đi vào đây giữa hai ra phòng hai phòng kia. Rồi. Ông mà đi vào đây. Ông mà đi vào đây. Ông mà đi vào đây. Cho mẹ một thêm một cái cửa ở bên này nữa để mẹ đi sang bếp vệ sinh cho nó tiện. Thì này là hai cửa đi. Thì em không cần phải làm vệ sinh trong nhà. Như này em cũng có thể thu xuống là 10 hoặc 11 cũng được.
chứ không nhất thiết phải là 12. 14 nhân với khoảng 11. 10 vẫn ổn đấy. Thu cái chiều dài của nhà nó thụt số một tí. Thu cái chiều từ này. 10 vẫn ổn đấy. Không thì thu xuống 11. Ừ. Anh thu đem xuống 11 nhá. Ở đây xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mất rồi. Cho cái da này nó rộng ra. Đấy. Kéo xuống 1, 2, 3, 3,5. Rồi khác được tính rộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 này. 10 sẽ hơi bé. Không, 10 là đẹp, 10 là đẹp, 10 không làm vệ sinh, 10 là đẹp. Xinh luôn nè. Gọn nó gọn. Gọn. Bây giờ không ai làm âm nữa mà người ta thích, người ta thiết kế đồng bộ tủ kịch trần. Đồng bộ. Đấy như này nha, em chỉ còn có 10 thôi. Cái phòng ngủ của mẹ thì chỉ xinh xinh vừa vừa, 12 mét vuông, đủ dùng. Đây là cái phía trong tủ quần áo. Ở đấy, nếu em không làm vệ sinh làm như này ổn. Và cái phòng vệ sinh của mẹ thì chỉ cần bố trí thêm cho cái cửa nữa là ok. Thế thế này thì giữ được tất những cái công trình cũ ở dưới lắm. Rồi, mà tiết kiệm được nhiều thứ luôn. Còn không? Không thì bác một hai ba bốn năm, năm nhân ba 15. Cái đoạn đằng này là sau này là bác không, em vẫn muốn là có cái phòng vệ sinh riêng cho mẹ em, xem là có thể đặt ra ngoài này thêm okay, phòng nữa. Ok. Đấy. Thì đằng sau này là thay là nó sẽ tiến tiếp lên chỗ cây xài mình dẫn rồi đấy. Đẩy lên nhà. Đẩy lên rồi. Thỏa mãn ngay. Không có gì cả. Chắc tin luôn. Cái phòng khách thì thường thường bây giờ các chỗ đấy rộng bao nhiêu không? Phòng khách mênh mông. Phòng khách mênh mông. Rộng lắm không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 5, 5 gần 60 mét vuông. 9, 6, 54 này chưa tính vay vào phòng thờ, chưa tính vay ra sảnh, 7, 80 mét vuông cả phòng thờ.
rộng hơn nhiều. Rộng hơn nhà lớn bây giờ. Rộng hơn tổng nhà lớn bây giờ. Bác tính luôn cho em ba cái phòng này là bao nhiêu, nếu mà cái phòng khách mà nó rộng quá thì em muốn mở rộng thêm cái không gian của phòng ngủ lên một tí. Phòng ngủ bây giờ anh kéo 5 nhân 3,5 là 16 mét vuông rồi. 16 mét vuông cả khổ bề như là bên trong. 3,5 nhân với 5 là phủ bì. Còn khoảng 14 mét, hơn 14 mét. Nó gần rộng bằng cái ô này hết các ạ. Đây là 20 mét. Hơi bằng cái phòng ngủ của nhà anh ấy. 15, 16 là thoải mái, là tiêu chuẩn rồi. Có rộng không? Phòng này là phòng tiêu chuẩn rồi. Rộng rồi. Đấy, theo em nó để hợp lý và đẹp mà không phải mất cái nhà ngang này đi. Không mất cái vâng. Nhà ngang nào. Và cái chiều sâu nhà thì nó chỉ có 10 thôi. Vâng. Cái chỗ mà đi vào trong gian thờ này thì em muốn nó khi mà nó vẽ thì nó nâng lên hơn trong nâng cái cấp 10 phân hoặc là 12 phân hoặc là 9 phân. Đấy. Và em quay CNC nào để nó kín cái phòng thờ. Đây. Em quay vách gỗ vào đây. Nó là quay nhưng nó chỉ có cái mặt trước thôi. Nó có mỗi cái mặt trước thôi. Nó có mỗi cái mặt trước như này. Đấy. Tạo kiểu tạo một cái khung rèm cửa này. Rèm gỗ. Kiểu như thế. Rồi. Bây giờ em lại hỏi bác nhé, cái phần của cái hiên nhé, bây giờ em muốn là cái phần của cái chỗ này này là mình để cái căng cảnh, còn phần mình đi bắt đầu bậc thềm bác có thể là mình đi bước bên cạnh này và bước bên cạnh này có thể là làm ba bước rồi đấy em làm đi. Còn cái phần của hai bên này cục này là mình xây rồi để mà mình trang điểm bồn hoa đấy. Ok đấy, được, chị nóc nhà, chị chủ nhà, chị gái, chị gái uy tín đấy. Ok. Em thì em cũng thích nó hoa lá cảnh. Được. Chị thích nó đi nó rộng. Rồi, đúng rồi. Hai bên. Rồi, đấy, đi 2, 3 bên là sẽ vào. À. Đấy, 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 bậc thềm đấy. Đó có bồn hoa. Rồi, đấy, đi quả hai bên. Đấy. Sắp xếp như thế này thì cái công trình phụ này mình sẽ được quê nguyên không đá nó nhỏ gọn thôi. Và cái kinh phí xây dựng thì nó cũng tiết kiệm hết mức đấy. Bậc bậc ngũ cấp này bây giờ là thường là người ta lên làm cái khổ rộng dài cao như thế nào đó nhỉ? 15, 17 mặt 40 mặt 40 là bằng một viên gạch này nè. Chưa? Rồi, đấy là máy thi ngang làm như thế. Đúng ý chưa? Em thì là nhà của em trai ấy, mà thôi thì đấy em là em không, nhưng mà bà chị hiểu biết ý chính. Cái sạch chính đủ chưa? Rồi, đủ chưa? Rồi, đấy, rồi, chốt rồi. Chưa? Chốt đi thì phải. Đấy, đây chị là ca sĩ. Còn cái cửa sổ còn con người thì đây là cái này thì hai cửa vách cửa phải có cửa nhỏ hết em nhá. Cửa sang hướng đông của em đừng hạn chế. Cái đường này là đường cổng nhà mình, không ai đi vào đâu mà sợ. Cửa bé đâu? Cửa bé hai bên đầu giường. Nó lấy sáng luôn. Lấy sáng. Ô gió như này. Không phải có gió, cửa nó kiểu kiểu bé này thôi này. Cửa một cánh. Rồi rồi đúng rồi, đấy, cánh bé thôi. Cửa một cánh. Dài rộng bao nhiêu tùy theo tâm mình. Tầm ấy sập
không dài rộng có thiết kế cẩn thận đấy, phải tìm cân ra cái chỗ là để nó cân đối hài hòa hai cửa sổ nhỏ hai bên đầu giường ở giữa, nó giống như phòng khách sạn. Cái cửa nó khả năng bằng một cái này, đúng một cánh và nó dài này bằng 2/3 cái cửa này đấy, đúng rồi, thì nó mới đẹp, nó cân đối, nó mới cân đối chứ không nào ô vui kia đâu. Không, nghĩ là chỉ bằng cái to này, nghĩ là như thế này, cái cửa không phải vuông như này mà to tối ưu nhất rồi đấy em ơi. Đấy, đẹp thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nếu em thêm cái vệ sinh này nó thành 15. Vâng. Thế tất cả những cái ô cái lạch chỗ lên là từ vào là cửa tất theo kiểu rồi, này rồi, rồi. 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 Đúng, nếu mà đo 14 thì bây giờ dư ra một thiếu 1 mét. Vâng, 15 là mình ăn đằng sau nhà, ăn đằng sau này ở phòng vệ sinh tốt này. Tốt nhất nha, anh bảo nha, anh bảo nha. Cái phần thò này này, em không cần thò. Xong em nối thêm cho anh một cái vệ sinh vào đây, rồi, không nằm trong cái thiết kế của cái nhà này. Rồi, làm phần 1 đấy. Cho nó zin 14 của em. Đến lúc xây em chỉ cần bảo ông thợ xây cho tôi một cái khép kín ở đây nữa để tôi mở cửa ra cho mẹ tôi. À, thì nó không nằm trong cái thiết kế, nó không bị căng đất của em. Nha. Anh thể hiện luôn cái cửa đẩy ở chỗ đấy được cho bà đi dễ. Cửa cánh này, một cánh. Cửa đẩy ở cái góc bên đấy. Nằm cửa đẩy thôi, cửa lùa ấy. Đó, thế là hợp lý. Bây giờ cũng nằm trong cái phần khung thiết kế đó. Cái phần vệ sinh đấy kệ các bạn làm sau. Bởi vì vẽ lên là nó thiếu đất. Qua ông em đo chính xác đất rồi thì. 14 x 10. Cái đằng này của em nó thò hơn một tí này. Nó khoảng rồi. Nó khoảng 11 này. Được, cái đấy thì cái chiều này thì em thoải mái. Cái này thì nó tạo khối một tí. Vâng. Đấy, còn cái chiều này của em 10. Bởi vì ngày xưa là xây lên là cũng để xây lên lâu, không tính đến cái nghĩ đến vấn đề lâu dài sau này, đâm ra là vẫn theo cái khung nhà cũ ngày xưa là phá nhà bếp này đi, vẫn xây liền nhà lớn. Bây giờ tính ra để làm này anh không? Cũng giải thích luôn cái vấn đề cửa sang đây không ngại, cửa bên này là bên hướng đông của em, mở cửa cực tốt luôn, nắng đông nó vào trong nhà nó diệt khuẩn, cơ chế diệt khuẩn tự nhiên của nó cực tốt luôn này. Và hai nữa là nó thoáng cái phòng, nó mới tạo ra sinh khí cho cái phòng. Thì cái buồng giữa này thì bác làm hai cửa nhỏ hai bên này, còn buồng trên này thì cũng có hai cửa này vào đằng này ba to. ba buồng đều có hai cửa nhỏ, còn buồng này có thêm cửa to và buồng này có cửa to. Vâng. Đấy. Ở chỗ này là phòng khách. Có mỗi em giữa này là không có cửa to đâu. Vâng. Chấp nhận. Vâng. Còn của mẹ thì có hai cửa nhỏ đằng sau. Vâng. Đấy. Còn phòng thờ là không có cửa nhé em nhé. Vâng. Phòng thờ bên trên sát nóc của phòng thờ em đặt cho anh cái ống phi 110 làm cái lô em bẻ lập xuống rồi, đều hai góc hai bên, xong em lại cắt cho anh một cái phi 10 đấy, xong em chụp cho anh một cái lưới vào để nhìn nó phẳng, nó chỉ có những cái lỗ ti ti và cái khói hương nó ít, nhiều bố lắp cái quạt vào sai mét hút bay các cụ đi các cụ đi mây cái gió mình hút quạt âm âm. Mấy hai nữa là cái khói hương nó làm gì nhiều như khói bếp đâu. Vâng. Làm hai bên hai quạt hút khiếp. Đấy, cái mẫu này bây giờ em chốt và anh về anh triển khai thiết kế. Thế còn chả có nhà giống em đâu. Nên vẫn đẹp, nên mẫu này là vẫn đẹp đấy. Nhỏ gọn, gọn xinh và hai bên là nó không bị mất cái công trình cũ đây này. À, thế em muốn hỏi nữa là lên cái máy nhặt như này về cái hệ ngói mà em muốn lập ngói màu đen, nhưng mà lập cái loại ngói mà xi măng bình thường chứ không phải ngói bắt vít có được không, hay là cái hệ ngói đấy bây giờ tất cả đều bắt vít hết rồi em, kể cả Hạ Long người ta cũng chuyển sang bắt vít rồi, chứ không nói riêng về ngói nhặt đâu. Thì ngói đỏ đúng không anh? Ngói đỏ vẫn bắt vít và đỏ thì nó lại càng phù hợp nông thôn. Đấy, của em là nhà nông thôn. Rồi. Em ngói đỏ, tường trắng ngói đỏ là rồi. Sự bốc lên và nó rất phù hợp nông thôn luôn. Đây này, vẫn gạch đỏ này. Đây gạch đỏ. Nhưng mà trong nhà thôi nát cái gạch vân gỗ ấy nha. Vân gỗ sáng màu, nó màu cánh gián ấy. Thì nó cực kỳ tôn nội thất của em.
mà là cũng hơi lăn tăn làm cái gạch à cái ngói bắt vít kia mỗi lần mà nó vỡ biết rồi cái sửa chữa là nó hơi phức tạp một tí. Cái ngói thứ nhất bây giờ là em sửa em lắp ở trên cái nền sắt là một này, hai nữa là bên dưới mình lại có sàn bê tông rồi cái mái của em nó gần như in ấn không bao giờ có hiện vỡ như ngói ngày xưa. Ngày xưa là mình đập kèo gỗ nó còn có cái độ co giãn nhiều, bây giờ kèo sắt kèo ấy rồi nó ổn định, nó cứng. Không, cứ ngói đỏ mà diệt đi. Không, ngói đỏ thì biết là nghĩa là, là chỉ muốn là lọc cái ngói ra này chứ không phải là ngói bắn vít nữa chứ. Rồi bây giờ là... Vẫn được. Mà... Em có thích làm cái chuồng chim ở trên hệ mái không? Không. À, có. Chuồng chim chim bởi vì nhé. Không có chuồng chim đấy thì mái nhà. Nó là cái để lấy gió và làm... Nó làm thông thoáng mát mái em. Chứ không em phải không được, em thì ra rồi. Nếu không có cái đấy nó om cái khí nóng trong thì nhà là em thực sự là em rất thích cái mẫu mà đây nhà đẹp 71 hay nhà đấy, 99 đấy, cái mẫu đấy thì em cực kỳ là ưng luôn. Chính là bác con táp Ultra, táp Ultra, táp S8 Ultra. À. Con này của anh vừa nghe gọi vừa máy tính bảng vừa em xem con này của bác con này là của Samsung con này mới ra năm vừa rồi nghe rất tiện luôn, cực tiện luôn. Bác tắt màn hình cho xem cầm xem con này mua bao nhiêu anh, nếu là dân công nghệ thích luôn ba mấy triệu đây. Con này là bản cao nhất của Tab mà là con ngồi xuống là nhí đây, cầm quả điện thoại gọi cực tiện luôn. Chạy hệ Android này có nào xem màn hình led lắm đấy, trước là cũng rất là thích cái mỡ chữ U này nhưng mà cái diện tích nhà mình không đủ bởi vì nó dính mắc vào cái bếp thế em thích là chắc nhà đẹp 99 rồi nhưng mà diện tích của em làm gì được như thế à. Em chấp nhận phá bỏ cái này đi anh làm cho nhà đẹp 99 luôn. Nhưng nhà đẹp 99 của nó ngồi ngay trước đội bình đường anh chê đấy. Đúng không? Quả ngôi nhà này chắc có đắt tiền lắm anh nhỉ? Quả này bình thường. Bình thường à? Em thấy đẹp á, đẹp, đẹp mà. Quả này quá bình thường, quả này là hai không gian mặt tiền nó có 8 mét thôi. Đẹp. Ừ, đẹp nên là khi mà cái nhà mình mà lên thì mình thích phối màu của đấy đẹp mà. Em thích nên kiểu như này. Được, phối màu như thế đơn giản. Đây, trong trang bạn này có khả năng là bạn chị gái này chưa biết đến kênh của anh. Em chưa. Em cũng thấy lên nhiều kênh nhà đẹp lắm nhưng mà em chưa biết anh là gì nên là em không dám. Rồi, đây, anh cũng có kênh. Anh Đức cho anh xin lại mật khẩu 0982 402 079. Ngôi này chắc đơn giản nhỉ. Đấy, ngôi nhà. Chị gái làm nhà chưa? Em chưa. Lúc nào làm lại phải alo bác nhé. Trong kênh của bác có bác là cái gì nhà mới, đẹp mới có 2.500 video thôi. Tên của anh là cái gì ạ? Nhà đẹp MTN Nguyễn Tất Nhiên. Em rất giờ em rất hay 2.500 cái dự án rồi đấy. Em rất hay lên nhà đẹp nên là em cũng ước mong của em có một ngôi nhà. Cái nhà của em sau này nó đẹp hơn cái nhà đấy chị. Rồi đấy ý như là sảnh. Cái nhà của em này nó 3 không gian. Vâng. Nhưng còn nhà này thì nhà này cũng ba nhưng mà nhà này hơi lép này. Hơi lép nhà, cái hai cái đốc này cũng hơi lép nhà. Rồi đấy thì em thấy nó kiểu là cái bộ thiết kế này cũng như thế. Đây này, xem cái căn này đây này. Cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy và đẹp chưa? Trên mọi miền. Đấy sao mình làm thế thôi, chọn làm thế thôi. Cụ thể thì mình đang có mặt trên mảnh đất Trung Hà, Yên Nại, Trung Kiên. Em xem là nhà đẹp Trung Kiên, Trung Hà, Yên Nại. Và đang review căn nhà đẹp của 71. Một bạn chuyên cung cấp vật liệu xây dựng ở đại địa phương. Rõ vào nhà đẹp 71 nhà của bạn rất đẹp luôn. Xem phước từ mấy hôm nay là khán giả trung thành trên kênh nhà đẹp NTN. Nhưng mà rất tiếc là khi mà bạn đi tư vấn thiết kế thì bạn lại gọi những cái đơn vị rất là xa và mình cũng có kiểm tra thì mua nhà thì rất là hoàn chỉnh, rất là đẹp.
Kể cả từ lốt ngoại thất mặt tiền đủ 16 và thiết kế rất đồng bộ và chi phí xây dựng cũng rất là cao. Tuy nhiên nó vẫn có một hai những cái điểm. Đấy, cái bông của anh vừa cho em thấy vừa hợp hơn. Trên mạng bán hàng còn rẻ hơn cả giá. Cái bông vừa ra đấy là đẹp rồi. Trái nguồn hàng vừa rẻ hơn cái tính. Ok, có ngay đấy. Mình đã thiết kế được cái món này là mình cảm thấy vinh dự là trong phong cảnh của mình muốn là cái phần ở trên ấy. Đấy ở trên nó là cái phần riêng chỉ có là anh không nấu nướng không phải phần phụ phần bếp phần nước gì nữa cả. Cái mẫu mà bác vừa thiết kế vẫn đưa được hai cái chuồng chim bên trên hai bên này có chứ có cái đấy để nó làm mát cái hiện đấy còn em mà không có cái đấy nó nóng đến tận 12 giờ đêm luôn. Hỏi nữa là cái hệ cửa chính này bây giờ là thường là làm cái để cao rồi ngang rộng là rộng cái đấy có trong cái trước cái đấy em không lo. Ví dụ em hỏi chất lượng ừ, về cái gỗ thì nhà cũng có đang nọ là thợ nó vào cắt tầm 2.5 mét đấy nên là em đang muốn là 2.5 mét cái cửa này nếu nên là từ cái vẽ cửa đấy không chưa tính cái hệ bên trên 2.5 mét thì được chứ còn tính lên kịch lên nó khoảng 2.8 mét đấy 2.5 mét của em lại nhỡ gỗ lại phí gỗ phải cắt bỏ đi mấy chục phân kệ đó. Thừa còn hơn thiếu, bỏ tí còn được. Thì đầu tiên thì ông ấy bảo là cắt 2.4 để làm 2.37. Thôi chốt theo cái mặt bằng vừa rồi nhé. Vâng. Thì đấy bây giờ cho anh mượn chứng minh thư để anh ký cái hợp đồng thiết kế. Ủa? Cảm ơn quý vị đã xem cái buổi tư vấn phong thủy của em đến đây. Giờ em xin kết thúc cái buổi tư vấn và đến cái công đoạn ký với bạn một cái hợp đồng thiết kế. Và sau một tháng em sẽ bàn giao hồ sơ tại nhà. Thế là nhà mình bao giờ triển khai nhỉ?